Hello mọi người nha. Sáng nay mình sẽ cầm con cá sắt này lên đằng trước cống chiến thử coi có bắt được gì hay không nha mọi người. Con cá sắt này cũng trầy trụa dữ lắm rồi nha. Bây giờ mình sẽ lên trước chiến luôn. Đây. Ngay đây. Đi nè. Rồi đó, bây giờ ra đường đầu tiên coi. Có may mắn hay không? Nhiều khi đường đầu tiên dính luôn sao? Rồi vậy là đường đầu tiên không dính rồi nha mọi người. Mấy anh lính mình nó thấy mình ra nó cũng chạy ra theo chơi nè. Vậy mà ông té xuống dưới bây giờ. Đi vô đi. Xịt lại đây coi. Dính. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, vừa quăng nó chưa kịp ấy nữa, chưa kịp lót nữa. Cá chét hay gì mọi người? Đây chạy vô. Cá chét nha. Trời ơi, cái đầu tiên của bữa nay nha mọi người. Ồ, em cá chét nha. Trời ơi. Ồ, cá chét cũng được. Cá chét thì bắt cá chét. Rồi, vậy là con cá sắt này lập công nha mọi người. Đây nè. Con cá sắt. Đây tụi lập công được một con cá chét đầu tiên nha mọi người. Đây, cá chét này cũng trọng ha. Cá này là ăn là ngon rồi đó. Tiếp tục câu tiếp. Kiếm cá chẽm mà đâu phải kiếm cá chét đâu. Nhưng mà thôi, có cái gì bắt cái đó nha mọi người. Không đặt mục tiêu quá cao đi. Vừa có gì thì bắt cái đó. Đang cào đáy nha mọi người. Con cá sắt nó đang cào dưới đáy á. Đây để cho mọi người coi nè. Đó, thánh đánh hơi nha. Nó đâu biết con cá nằm đó, nó đang đánh hơi, nó tìm cá. Con mau sờ mau. Con nó tìm được con cá không? Nó đang đánh hơi nha mọi người. Con áo rộng rinh nè. Đó, phát hiện được con cá rồi, không dám bắt. Trời ơi, bật theo xẻo vậy mà không dám bắt con cá. Chưa còn quên lại nữa. Môn màu nó đều thì nó phá, không có cắn dây, cắn này cắn kia đủ thứ thôi. Mình thì ngồi ở đây câu cá, còn ấu thì nó ngồi kế bên mình, nó nhìn mình câu nha mọi người. Tội nghiệp lắm, nó đeo theo mình nè. Môn thì nó nằm luôn rồi, nó ngồi hồi nó mệt thì nó nằm luôn rồi đó. Con mâu rồi đó, đại cá mâu nha mọi người. Đi cặp mé sông nó té cống hôm lại 4-5 lần rồi mà nó không tản. Nó ra mấy sông nó chơi không mà một mình nó cũng ra mấy sông nó chơi nữa. Mau đây biểu, mau đây. Con xám thì nó đi chơi nãy giờ nó mới về nha mọi người. Nói viên sầu hai chị em nó chạy xuống mút ở dưới kia kìa, mút cái cuối đường đó. Giờ nó mới về, mặt nó bắt ngáo không, hồi nó cũng ngáo vậy. Mau được biểu ơi, được rồi. Cởi áo ra cho chơi cho thoải mái. Mau đi. Trời, nó tha con cá tôi, nó chạy rồi. Ông nội với cái con này. Nó tha con cá tôi, nó chạy ngồi trống kìa. Rồi, mình chỉ cho mọi người coi. Đó, sáng giờ câu được có con cá mà nó tha nó chạy được kìa. Thấy chưa? Mau à, mau
nhả con cá ra. Nhả con cá ra là lên. Dám bắt con cá của tao, mày nói xương mày ha. Ha. Sáng giờ câu được có con cá mà cũng ăn cắp nữa. Cái thằng mắc dịch. Ai cho ăn cá sống mà ăn. Mình thì ngồi câu cá, còn mấy anh lính của mình thì nó cứ đi vòng vòng mình vậy đó. Cái cục đen thui đang ngồi dựa vô bụng mình là con lu đó mọi người. Còn cái cục màu vàng là con ói, con ói nó ngồi từ sớm giờ, còn con lu thì nó mới ra thôi. Mau đi lên. Cái con mau nó còn nhỏ chứ nó lì dữ lắm, nó cứ đi cặp cặp ra ngoài cống hoài à. Mình phải la nó biết bao nhiêu lần luôn, bây giờ nó mới nghe, nó chạy vô nó nằm kế bên mình đó. Fuck. Mới tinh hùng con ói có một cái mà chuột hết con cá rồi. Con xám xà mau đi chơi đã, cũng lại đây kiếm tôi đứng kè kè vậy đó. Mấy con này nó mê chơi nhưng mà nó bị ghiền hơi tôi nha. Lâu lâu nó phải chạy lên hửi tôi một cái mới được. Sau một hồi lâu thì có thêm con mực. Con mực nó làm biến dữ lắm, nó nằm trong nhà từ sớm giờ, bây giờ nó không chịu ra đó. Cũng được nha mọi người, một em cá thường dạ nha. Em này cũng bự á. Em này cỡ bằng tay mình á. Nhỏ bằng tay chút xíu nha mọi người. Thôi vậy cũng được rồi. Con này mới ngon nè, cỡ này là lúc tay luôn rồi đó. Giờ đang ngồi câu tiếp à, nha. Hình như là có mấy anh lính ra ngồi tới bên nó hơn nha mọi người. Con cá này thì nó không bự nhưng mà nói chung là kéo nó phê nha mọi người, nó mạnh dữ lắm. Cái này nó mạnh nè, mấy anh lính nè. Mình ngồi ở đây, con ói ngồi ở đây, con lu ở đây, con mực ở đây, con ngun ngồi đằng đó, con mau thì đi vòng vòng, con xám thì đi cần áo kiếm cái mấy cây cắn đâm. Bây giờ mau cho, giờ mình sẽ gỡ con cá này ra xong rồi câu tiếp nha mọi người. Cái con nữa hả? Ha, cái con nữa nha. Thì do là câu ở bên đập nhà mình cá nó không ăn nha mọi người, cá bự nó không ăn nên mình qua đập bác năm mình câu. Đây đập bác năm mình nha, diện tích cũng hai mấy mẫu á. Còn đây là hai lính này là bổn nhà mình luôn nha. Nó là em của con mực Euro, ủa không phải, là con của con chó nhà mình nha. Con chó nhà mình hồi lâu đẻ xong mình cho bác năm ba con. Ở đây hai con, còn một con nó theo cá nó đi xuống múc dưới kia rồi. Quen thôi, không để mọi người đợi lâu nha, bắt đầu mình chiến luôn nha mọi người. Lại là con cá sắt với cây đàn câu của mình. Con cá sắt này thì mình chỉ chinh chiến mấy khúc mà ngay cống này nó địa hình nó trơn nha mọi người. Còn lát nữa mình đi vô láng thì sẽ sử dụng mấy con cá bơi lửng lửng nha, chứ không có cào đáy được. Cào đáy kiểu này chắc gỡ chạ khùng luôn. Cống đằng đó câu không ăn, vậy là mình lại cống đằng đây nha mọi người. Đằng đây còn một cái cống nữa nha. Chỗ này hình như hồi xưa là một cái cống nè, nhưng bây giờ lắp lại rồi, câu chỗ này luôn.
đó đó. Ui, mới ăn hụt nhau rồi. Mới ăn hụt nha. Ê. Có từ từ. Từ làm lại. Tìm hụt ta. Làm lại. Ờ, dưới nhánh chè rồi. Ở trong kia người ta đang cưa cây nha mọi người. Đang nhà nước đang khai thác rừng á. Nước này là của nhà nước nha mọi người, một phần là của nhà nước và một phần là của Bắc Nam mình trồng nữa. Nhà nước sẽ mua lại luôn nha. Chứ không phải là khai thác trái phép đâu mấy người. Chết mẹ rồi, dính cái cây rồi. Rồi chắc lấy xuồng lá lặng quá. Rồi hên quá. Thoát nạn. Ôi, vuột, vuột nha mọi người. Trời ơi. Ừ, gặm tay không kịp vuột luôn. Giữ thiệt, cá bự nha mọi người, mạnh nha. Ôi, vuột, vuột. Sao cái số mình câu cá vuột suốt rồi trời. Cá này cắn lặn đào. Ui, vuột nữa ta. Ui, tát bay lên luôn. Vuột nữa nha, cá chét nha mọi người. Ui. Quá, wow, tại cái máy cưa nó làm hiện. Mọi người thông cảm vụ đó nha. Cái này thì mình không có kiểm soát được. Trời ơi, xong, cái này mới không kiểm soát được thiệt. Rồi, ra được rồi. Đó. Mày sao mày? Phải dính chứ. Vuột hoài ai mà chịu. Dính nha mọi người. Không bự. Con này cỡ 1 ký. Ký cái mấy à? Chạy, đang chạy. Chạy lên đây đi. 1 ký à. Ai mà cho mày vuột hoài được. Đây nha mọi người. Đó. Ôi, kéo được tới đây là vuột, cho vuột luôn. Thấy được con cá vậy là mà vui nè. Cento 2 cá vậy mới vuột chứ. Đây nha mọi người, con này hết vuột luôn rồi. Đó, con cá đầu tiên hồi nãy giờ qua đây. Con chạy còn mạnh lắm. Cá chẽm thì nó mạnh lắm. Chẽm tự nhiên nó mạnh dữ lắm. Ôi ơi, móc hai lưỡi luôn rồi. Con này cho con ký mấy à. Lôi lên luôn.
đây. Em dây lôi lên luôn chứ gì. Hey. Hey. Thành quả đầu tiên của bữa nay nha mọi người. Đây, so với bàn tay mình nè. Vậy là được rồi ha. Hey. Thành quả đầu tiên. Rồi tiếp tục chiến đấu tiếp nha. Rồi giờ để nó nằm đây đi. Mình đứng đây mình quăng thêm 2-3 đường nữa rồi vô nhà dèo nó nha. Chứ để lâu quá sợ nó chết. Ôi ôi ôi, nó tát đằng kia kìa. Ôi ôi, nó tát cái bãi bãi luôn. Rồi đằng xa quá, sao quăng tới nè, để xả ra coi. Không tới nổi mọi người, cũng gần tới chứ không tới nổi nha. Thôi vô dèo con này đi, đi câu tiếp để nó chết nha mọi người. Kiếm con dây nó, nhập kiếm con dây dèo nó mới được. Bà mẹ mày, lúc má mày sinh mày ra tao nuôi mày chứ đâu mà mày giờ bây giờ tụi bay thấy tao bị sợ. Ừ. Không, con trắng này ham ăn quá. Ăn vàng. Ăn vàng, con bự. Giờ mày đặt nhát nhát với tao. Gà nói mày bơi xuồng đi láng tiếng tiếp nha mọi người. Ừ. Nó cũng trắng là ham ăn quá. Ừ, mở đen. Ăn con. Không ăn, trắng ăn hết trơn. Ừ, cho con hoàng, hoàng bự miếng chả à. Rồi ăn lẹ. Rồi, còn miếng của tao. Con cho bịch mũi nè, con nào tha là tha. Con tao đây bỏ gác rồi. Nó ăn nó bự con hết biết. Bỏ nhà mình nha mọi người. Mẹ nó tên Xù, con chó cưng của mình. Mẹ nó chết rồi, mẹ nó bệnh chết rồi. Mấy con này cũng 4-5 tuổi hết rồi, không con nào nhỏ đâu. Hơn chứ. Lâu lắm rồi. Hồi lúc mà mình mới lên đại học. Mới lên đại học là năm 2015. 2015 tới nay 22 rồi. 7 năm rồi nha mọi người. Ừ, cái này cũng bự da sao. Ừ, cho lướng khúc. Mỏ đen nè, vàng bự nè, con trắng nè. Gọi cho con vàng bự mỏ đen ăn mày rồi còn đâu, nói rồi. Rồi bây giờ là mình bắt đầu cuộc săn lùng thủy quái 2X nha mọi người. Đập bắt năm mình nói chung là cũng lâu dữ lắm rồi, không có rạn nha mọi người. Rất là lâu luôn rồi đó. Có đuổi cá này kia chứ không có thuốc nha, không có thuốc, không có rạn xả. Như xả nước hơi cạn cạn rồi đuổi cá giòn rồi bắt mấy cái dũng nước nhiều nhiều đó. Bắt lại mới dùng nước sâu nha. Giờ mình ngồi ăn xuồng nước nó sẽ trôi mình đi nha mọi người. Trôi mình đi tới đâu thì mình câu tới đó luôn. Gió thổi trôi chứ nước không trôi nha. Dính rồi. Cái gì đây? Trời ơi, cái gì đây? Trời, cá cháo nha mọi người. Trời, cá cháo nhỏ xíu à. Nè. Trời ơi, nhỏ nhưng mà cũng bắt luôn nha. Cá cháo này đầm nuôi tôm nên sẽ không thả nó lại nha mọi người. Nuôi tôm thả con này nó ăn tôm dữ lắm. Thả lại bắt năm ông coi, ông thấy ông chửi chết. Rồi bắt luôn nha mọi người.
Đây. Nói chung là cuộc hành trình của mình sáng nay qua đập bắt năm được một con nha mọi người. Do lựa này kém nước rồi, để tới nước mình xin ổng qua câu bữa nữa thử coi. Tới con nước thử coi câu nhiều hay không nha. Hên xui ha. Còn bây giờ mình sẽ lên đường. Tạm biệt ba chú chó đi về nha mọi người. Sau khi về nhà thì mình tiếp tục lên trước câu nữa nha mọi người. Biết đâu may mắn bắt được thêm cá thì sao. Dính 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 nè, dính trời ơi, cá mú quá. Ui cái gì đây, ui dữ vậy, cá mú mày xạo mày. Về nhà làm thêm con nữa. Trời ơi. Cái mú nó mạnh ghê, mạnh thôi. Kéo mà thấy gị 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 là biết nó rồi. Đây cũng có mú. Mú nhỏ quá nên mình sẽ thả lại luôn nha mọi người. Mú này chắc chừng nửa ký gì. Biết được không? Cho đâm luôn cái này thả. Đâu? Cái mú này thiên nhiên chứ không có nuôi đâu nha mọi người. Tại ngoài nó vô mình thấy con nhỏ nên mình sẽ thả lại. Sau khi dính được con cá mú đó mình cũng ráng đi câu nữa nha mọi người. Biết đâu may mắn lại có nữa. Nhưng mà lần này không may mắn rồi mọi người. Câu hoài không có con nào nữa hết. Thôi video mình chắc cũng sẽ kết thúc tại đây nha. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình nha. Bye bye mọi người.